Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi bóng đá Việt trên FPT Play. Thưa quý vị, lúc này đội tuyển Việt Nam đang gấp rút tập luyện vì AFF Cup. Ok, lại luôn. Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi bóng đá Việt trên FPT Play. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang ráo riết tập luyện vì AFF Cup đang đến rất gần. Tuy nhiên, trong buổi đấu tập nội bộ mới nhất thì những người được theo dõi cảm thấy hơi băn khoăn vì sự thiếu vắng của một trong những cầu thủ quan trọng nhất của chúng ta lúc này, đó là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Đội tuyển Việt Nam đang có những buổi tập kỹ càng hơn khi tập huấn ở Vũng Tàu. Sau 3 ngày trở về Hàn Quốc, ông Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam để điều hành các buổi tập, nhưng tin không vui đã xuất hiện với vị thuyền trưởng này. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trong buổi tập gần nhất đã gặp phải chấn thương. Anh không tham dự buổi tập thi đấu đối kháng của đội bóng. Theo quan sát của các phóng viên thì Hoàng Đức bị đau ở phần đùi. Bác sĩ Choi cùng thầy Park đã đồng ý để đưa Hoàng Đức ra khỏi buổi tập và yêu cầu phải tập riêng. Đây là cầu thủ quan trọng của đội bóng và ông Park đang muốn giữ cho Hoàng Đức thể trạng tốt nhất trước khi bước vào giải đấu. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có được thể trạng tốt và tham gia được buổi tập. Đội tuyển Việt Nam đang có quân số 28 người. Danh sách này sẽ được rút gọn trong thời gian tới. Theo kế hoạch, vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 12, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Philippines sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi tranh tài tại AFF Cup 2022. Trong trận giao hữu mới nhất của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup gặp đội bóng lừng danh đến từ Bundesliga là Borussia Dortmund. Mặc dù chúng ta có chiến thắng cuối cùng, tuy nhiên đó lại không phải là điều đáng chú ý nhất, mà là một sự cố dở khóc dở cười khi mà khung thành trên sân vận động Mỹ Đình đã gặp một sự cố xưa nay hiếm. Và đến lúc này thì ban quản lý sân cũng như những người có liên quan đã khắc phục tình trạng này sớm nhất có thể. Sự cố trận giao hữu giữa câu lạc bộ Borussia Dortmund cùng đội tuyển Việt Nam không những khiến cho trận đấu bị gián đoạn mà còn làm cho hình ảnh của bóng đá nước nhà có phần ảnh hưởng khi mà cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Tình huống khung thành do không có ốc vít để nối mối khớp đã được giải quyết trước thềm diễn ra AFF Cup. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã quyết định không mua mới khung thành mà đưa ra hướng xử lý khác. Các khung thành của sân Mỹ Đình sẽ được tháo dỡ để lắp lại ốc vít. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ có ngày làm việc cụ thể trước khi giải đấu diễn ra để đi thị sát sân, kiểm tra khả năng đáp ứng các yêu cầu thi đấu. Trong khi đó, theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, ông Đặng Thanh Hạ, tân trưởng ban trọng tài VFF khóa 9 2022-2026 đã được mời làm giám sát trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2022. Ông Hạ sẽ nhận nhiệm vụ tại trận Philippines gặp Brunei tại bảng A, sau đó là trận đấu giữa Lào và Singapore tại bảng B. Bên cạnh ông Hạ, trọng tài Ngô Duy Lân và trợ lý Nguyễn Trung Hậu cũng sẽ điều hành trận đấu Brunei gặp Thái Lan tại Malaysia. Đây đều là các trọng tài có uy tín và từng làm nhiệm vụ tại các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức các trận đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại giải bóng đá AFF Cup 2022 đã vừa chính thức công bố giá vé. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vào lúc 19:30 ngày 27 tháng 12 năm 2012 và trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar vào lúc 19:30 ngày 3 tháng 1 năm 2023 đều sẽ được bán vé qua ứng dụng VinID. Giá vé lần lượt có các mức giá là 300.000, 400.000, 500.000 và 600.000 đồng một vé. Thời gian bán vé trực tuyến trận đấu với đội tuyển Malaysia bắt đầu từ lúc 9:30 ngày 10 tháng 12 đến hết ngày 12 tháng 12. Còn trận đấu với đội tuyển Myanmar mở bán từ lúc 9:30 ngày 10 tháng 12 đến hết ngày 15 tháng 12. Trong trường hợp hết vé sớm, ban tổ chức sẽ không mở bán thêm. V-League 2022 đã khép lại với việc câu lạc bộ Hà Nội một lần nữa lên ngôi vô địch, chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối so với các đối thủ còn lại. Không biết có phải vì vậy mà ông chủ tịch của đội bóng này đã có một ước ao khiến cho dư luận có những thông tin phản hồi rất trái chiều. Mùa giải 2022 là mùa giải rất thành công với Hà Nội FC. Đội chủ sân Hàng Đẫy dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành chức vô địch V-League và cúp quốc gia để củng cố vị thế của mình tại sân chơi quốc nội. Hà Nội FC đã có lần thứ 6 vô địch V-League, đồng thời có mùa giải thứ 3 liên tiếp vô địch cúp quốc gia. Họ tạo nên một sự thống trị và thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở tại sân chơi trong nước. Do đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, Chủ tịch Hà Nội FC, ông Đỗ Vinh Quang ước nếu được, tư ước V-League sẽ có thật nhiều đội mạnh để tăng thêm tính cạnh tranh. Được như vậy, V-League sẽ hấp dẫn trong từng vòng đấu, lôi kéo sự chú ý của người hâm mộ nhiều hơn và tiếng vang của giải sẽ lan xa hơn ở khu vực và châu lục. Chiều ngày 7 tháng 12 trên sân vận động Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hai trận bán kết môn bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Kết quả ở trong trận bán kết thứ nhất, đội Hà Nội đã vượt qua đội Nam Định với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng. Ở trận bán kết thứ hai, đội Nghệ An đã giành chiến thắng 1-0 trước đội Thành phố Hồ Chí Minh với bàn thắng duy nhất được thực hiện do công của Phan Xuân Đại.
Như vậy, trận chung kết môn bóng đá nam Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm nay sẽ là cuộc gặp gỡ giữa Hà Nội và Nghệ An. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 10 tháng 12, cũng tại sân vận động Cẩm Phả. Các bạn sinh viên yêu bóng đá ở Việt Nam đang có những ngày hội thật sự. Thật vậy, sau giải bóng đá sinh viên sân 7 thành phố Hồ Chí Minh FPT Play Cup sắp tới đây thì những người yêu bóng đá đang cắp sách đến trường sẽ tiếp tục có thêm một sân chơi mới đầy hứa hẹn, đó chính là giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam. Thông tin này cũng sẽ tạm thời khép lại thời lượng của Bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp lại vào những số phát sóng tiếp theo. Sau những thành công từ các giải trẻ như U19, U21 quốc gia, thì mới đây báo Thanh niên cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ nhất. Theo chia sẻ của ban tổ chức, các đội bóng sẽ thi đấu vòng loại ở ba miền Bắc, Trung, Nam, sau đó chọn ra 12 đại diện xuất sắc nhất thi đấu vòng chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sân chơi vô cùng bổ ích, giúp sinh viên các trường cao đẳng đại học trên cả nước có cơ hội giao lưu, cọ sát, nâng cao sức khỏe, qua đó tìm ra những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển sinh viên Việt Nam thi đấu ở các giải quốc tế hay xa hơn là góp mặt trong các đội tuyển trẻ Việt Nam. Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam do Trung ương Đoàn giao cho Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và báo Thanh niên phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Dự kiến vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2023 và vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. FPT Play sẽ là đơn vị phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu tại giải đấu này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.